Em tên là Lý Hương Huế, học sinh lớp 12A2 trường trung học thông Văn Nham của tỉnh Lạng Sơn. Sau buổi học văn đầu tiên cùng với chị Yên thì chỉ có một thử thách đặt ra là văn một video trình bày tám câu thơ gần cuối tương đương với đoạn 3 trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu tác giả của tác phẩm. Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài, làm thơ, viết văn, vẽ tranh và soạn nhạc. Nhưng Quang Dũng trước hết là một nhà thơ, một hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa. Đặc biệt khi ông viết về người lính Tây Tiến và sứ đoài của mình năm 1948 tại phủ Lưu Tranh. Ông viết bài thơ Tây Tiến nói lên tình thương nhớ chiến trường miền Tây với đồng đội thân yêu một thời trận mạc. Bài thơ Tây Tiến ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt. Tây Tiến là một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào bảo vệ biên giới Việt Lào, đồng thời đánh tiêu hao lực lượng địch. Chiến sĩ Tây Tiến phần đông là thanh niên, học sinh, trí thức Hà Nội, chiến đấu trong những hoàn cảnh khó khăn gian khổ, nhưng họ sống rất lạc quan và chiến đấu rất dũng cảm. Quang Dũng là đại đội trưởng ở đơn vị Tây Tiến cuối năm 1948. Giờ đơn vị cũ chưa được bao lâu, tại phủ Lưu Tranh, Quang Dũng đã viết bài thơ Nhớ Tây Tiến. Khi in lại, tác giả đổi tên bài thơ là Tây Tiến. Bài thơ có 34 câu thơ rất ngôn, chia thành 4 đoạn. Mỗi đoạn thơ là sự hồi tưởng bao kỷ niệm sâu sắc. Đây là đoạn thơ thứ 3, nói lên chân dung người lính Tây Tiến hào hùng mà hào hoa, với lý tưởng đẹp, chiến trường đi chẳng tinh đời xanh, với cái chất bất tử đầy bi tráng. Nếu như ở đoạn thơ thứ 2, tác giả đưa người đọc đến cảnh đêm liên hoan ở vùng biên giới Việt Lào tưng bừng rộn rã và cảnh sông nước trong mộng huyền ảo thơ mộng, thì đến đoạn thơ thứ 3 này, trên cái nền hùng vĩ dữ dội mà ô mộng mỹ lệ của núi rừng, Quang Dũng đã xây dựng bức tượng đài về người lính Tây Tiến hiện lên, vừa oai phong lẫm liệt, vừa lãng mạn hào hoa. Tây Tiến đoàn binh có mọc tóc, quân xanh màu lá giữa oai hùng. Hai câu thơ mở đầu đã tạo nên ấn tượng cho lòng người đọc về vẻ đẹp bi tráng, cái bi thương ấy gợi lên từ ngoại hình ốm yếu, tiều tụy, đầu trọc, da xanh như màu lá, không phải một người mà là cả một đoàn quân kỳ dị. Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc ấy được khắc họa bằng cái nhìn gân guốc, bắt nguồn từ hiện thực đến từng chi tiết không mọc tóc xanh màu lá. Đó là hiện thực mà người lính Tây Tiến phải trải qua. Theo lời kể của Quang Dũng thì thời kỳ đó, bộ đội ta phải cạo chọc đầu để đánh giáp lá cà và để dễ dàng trong sinh hoạt. Nhưng bên trong, quan trọng hơn cả chính là hậu quả của những ngày hành quân vất vả, đói rét, sốt rét rừng. Những cơn sốt rét rừng ấy không chỉ có trong thơ của Quang Dũng mà còn xuất hiện trong bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu. Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh, sốt sưng người vầng trán đẫm mồ hôi. Hay trong thơ ca kháng chiến chống Pháp, chúng ta cũng không khó để bắt gặp những vần thơ đó. Bên cạnh hình ảnh bi thương chính là vẻ đẹp hào hùng của những người lính Tây Tiến. Điều đó được thể hiện trong việc sử dụng đối lập giữa thân hình ốm yếu và tâm hồn bên trong. Tất cả đã làm nên khí chất, tư thế của người lính giữa oai hùng, cho thấy người lính lạc quan, coi thường gian khổ, hiên ngang sung trận, oai phong và lẫm liệt, phát lưng phát cách, khí phách hào hùng. Ngay cả khi đánh giáp lá cà với kẻ thù, hình ảnh Tây Tiến, đoàn quân không mọc tóc, mang vẻ đẹp, làm chủ núi rừng, chế ngự khó khăn và vượt qua gian khổ. Đằng sau ngoại hình ấy là vẻ đẹp tâm hồn lãng mạn hào hoa, bắt trùng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội sáng kiều thơm. Trong gian khổ, nhưng hình tượng người lính Tây Tiến qua đoạn thơ thứ ba này vẫn luôn bắt trùng, đó là đôi mắt mở to như thằng kẻ thù, thề sống chết với kẻ thù. Đôi mắt ấy như miêu tả cả sự phẫn nộ đối với kẻ thù, là đôi mắt của nội tâm sục sôi chiến đấu. Đôi mắt ấy còn mộng qua biên giới, đó là giấc mộng lập chiến công, giấc mộng của chiến thắng, của hòa bình. Không chỉ vậy mà đôi mắt ấy còn có tình, đôi mắt thao thức nhớ về Hà Nội nơi có hình ảnh dáng tiểu thơm trong đoạn trong mơ, trong mộng và mơ. Những người lính Tây Tiến không chỉ biết cầm súng theo tiếng gọi của non sông mà còn vô cùng hào hoa lãng mạn. Có một thời gian người ta hiểu rằng câu thơ này mang mộng tư sản quá nhiều, làm giảm tinh thần chiến đấu. Nhưng thời gian đã chứng minh giấc mộng và mơ ấy như tiếp thêm sức mạnh cho người lính Tây Tiến. Đó cũng
một tấm lòng luôn hướng về Tổ quốc. Những chàng trai ấy là những học viên, sinh viên, nghệ sĩ. Họ lên đường bằng khát vọng tuổi trẻ, khát vọng của hòa bình cho những dáng kiều thơm. Vẻ đẹp của người lính Tây Tiến còn là lý tưởng trong những chàng trai 18-20, rải rác đi cương mù viện xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Nghệ thuật trong cuộc thơ thứ ba này, với việc sử dụng từ Hán Việt, biên cương, viện xứ, những từ đó đã gợi ý lên không khí cổ kính trang trọng về nơi xa xôi của Tổ quốc. Khác với những nhà thơ cùng thời, Quang Dũng khi nói về chiến tranh đã dám nhìn thẳng vào sự khốc liệt của chiến tranh, miêu tả cái chết, không né tránh hiện thực. Trong chặng đường hành quân gian khổ, đã có những người lính ngã xuống, những nấm mồ oanh lạnh vô danh mọc lên trên đường hành quân. Quang Dũng đã